Vâng, xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với công ty cổ phần thương mại Owin. Và tôi là Hậu, ngày nay tôi sẽ giới thiệu đến cho quý vị anh chị ở đây, đó chính là một bộ cửa nùa nhôm mang thương hiệu Owin. Và bộ cửa nùa này nó có điều gì hay và đặc biệt, và nó có những cái khúc mắc gì, hoặc là nó nằm ở những vị trí nào nó phù hợp, thì sau đây xin kính mời quý vị anh chị chúng ta sẽ cùng trải nghiệm với Hậu. Trước mắt ở đây là chúng ta đang có, đó chính là một bộ cửa nùa sử dụng là nhôm Owin hệ rãnh C. Được sử dụng ở đây đó chính là hệ thống dây inox, và được sử dụng bản cánh là bản cánh 90, và được kết hợp với lại là sử dụng ở đây là toàn bộ hệ thống sơn là sử dụng là sơn KCC bảo hành bề mặt 20 năm, và được kết hợp ở đây đó chính là toàn bộ hệ thống là sử dụng là kính màu xám khói, và được sử dụng ở đây đó chính là kính 8 ly 38 hai lớp an toàn, và được sử dụng là đồng bộ phụ kiện nhập khẩu bảo hành lên tới một đổi một trong vòng 3 năm, để cho chúng ta có thể yên tâm đưa vào sử dụng. Và sau đây là Hậu sẽ đi từng chi tiết một. Thì trước mắt là Hậu sẽ thao tác cho quý vị anh chị một lượt để chúng ta nắm bắt được rõ tình hình về cách thức hoạt động của cái bộ cửa này. Đây chính là một bộ cửa nùa. Thì nó cũng vẫn sẽ giống với bao bộ cửa nùa khác, là chúng ta sẽ phải có một cái phần tay khóa, hoặc là một cái phần tay cài, hoặc là chốt sập. Nhưng ở đây là hiện tại là do đây là một cửa đi, Hậu đánh giá về cái công năng sử dụng của nó, thì hiện tại ở đây là bên công ty cũng đã bố trí ở đây đó chính là sử dụng hai cái phần tay đa điểm đó. Thì để sử dụng cái bộ cửa này thì nó cũng rất là dễ thôi. Chúng ta chỉ cần việc gạt cái tay khóa, cái tay đa điểm lên như thế này đó, và khi đó là chúng ta sẽ mở được cái phần cửa này ra đó. Điều quan trọng nhất ấy là đối với những cái bộ cửa nùa ấy, thì nó đem đến cho chúng ta là giải pháp, đó chính là những cái khu vực nào mà chúng ta không thể mở cửa. Thứ nhất là ban công này, ban công có diện tích nhỏ, và cái thứ hai là khu vực chúng ta hết đất rồi, chúng ta không còn đất nữa, tức là chúng ta sẽ xây giáp ranh với lại nhà hàng xóm rồi, thì chúng ta sẽ không còn, tức là chúng ta chỉ còn lại khoảng tầm 30-40 phân thôi, nhưng mà chúng ta vẫn muốn lấy cái không khí gió từ bên ngoài, chúng ta phải sử dụng những cái giải pháp, đó chính là những cái giải pháp cửa nùa đấy. Thì bộ cửa nùa này nó có điều khác biệt so với những cái bộ cửa nùa thông thường mà chúng ta thường thấy, đó chính là bộ cửa nùa này được sử dụng là hệ rãnh C châu Âu, nên mọi thao tác cửa của nó trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, tại vì nó đều được sử dụng đồng bộ phụ kiện này, nó có chịu trọng tải rất là lớn, và điều đặc biệt này, nó đều được sử dụng là chạy trên những cái đường dây inox này. Đó. Những cái đường dây inox này thì nó cực kỳ nhỏ, nó chỉ có chiều rộng lên tới là 5 ly và chiều cao nó cũng chỉ 5 ly thôi. Thì nó sẽ bằng phẳng mặt khung như thế này, nó sẽ không giống như những cái hệ cửa nhôm thông thường mà chúng ta thường thấy là những cái khung cửa nùa nó có thể cao lên tới cả 4-5 phân hoặc là 7-8 phân. Đấy, điều rất là đặc biệt ở đây. Đó. Và tiếp đến là quý vị anh chị có thể thấy đây, cái phần khe hở ở dưới giữa cửa và khung bao của nó thì nó rất là bé. Nó chỉ cao lên tới là khoảng tầm 2-3 ly thôi, hoặc là 3-4 ly, để cho nó làm sao nó không chạm vào được cái thanh dây này thôi. Đấy, nên khi thế là nó sẽ tạo cái độ kín khít của nó rất là cao. Đấy, chúng ta không lo về vấn đề tình trạng mà thứ nhất là nước vào, và cái thứ hai là bụi bặm, và cái thứ ba là cái độ cách âm của nó cực kỳ tốt. Đó, nên khi chúng ta đây đóng mở rất là nhẹ nhàng. Đấy, cái cửa này thì hiện tại là có diện tích chiều ngang rơi vào khoảng tầm 1m8 tổng thể. Mỗi một cánh của nó sẽ rộng rơi vào khoảng tầm 95 phân đến khoảng tầm 1m. Đấy, nên chúng ta có thể thấy đấy. Mặc dù là cái tấm kính này là Hậu đang đi, đó chính là tấm kính 8 ly 38 an toàn. Đấy, nó cũng rất là nặng, nó cũng không phải nhẹ đâu. Đấy, nên chúng ta có thể thấy đây, đẩy rất là nhẹ nhàng. Mà quan trọng nhất ấy, gần như là nó không có một cái tiếng động nào. Đấy, tại vì quý vị anh chị hình dung là những cái bánh xe của phụ kiện thì nó kết hợp với lại cái ray inox của hệ rãnh C châu Âu của nhôm Owin, thì nó sẽ được gần như là được chạy trên một cái thanh dây rất là trơn tru, không có một tiếng động nào. Đấy mới là quan trọng. Đấy, ví dụ trường hợp mà cửa chúng ta mà kéo mà nó cứ két. Đấy thì chúng ta gây ra những cái tình trạng rất là khó chịu. Nhưng mà đối với lại những hệ thống cửa nùa hệ rãnh C châu Âu này thì nó sẽ giải quyết được tất cả những cái vấn đề mà nhược điểm mà Hậu vừa nêu lên bên phía trên. Đó, đóng mở rất là chắc chắn, nhẹ nhàng. Và điều đặc biệt tiếp theo mà Hậu đang muốn nhắc tới, đó chính là cái khả năng chống chịu gió bão của cái bộ cửa nùa này cực kỳ tốt. Cái bộ cửa thông thường thì nó sẽ có độ dơ rất là mạnh này, nhưng mà bộ cửa nùa hệ rãnh C châu Âu này do nó đều có bánh xe chống vênh ở phía bên trên này,
xiên dai trên nên sẽ giải quyết được cái vấn đề là sẽ chống rung lắc rất là tốt. Đấy, nó sẽ không bị rung lắc như những cái loại cửa thông thường. Đây, chúng ta có thể thấy gần như là không rung một tí nào luôn. Đó, đó rất là hay, những cái ưu điểm của nó rất là hay là bởi là thế. Đó, đóng mở thì rất là trơn tru êm ái. Đấy, đây, hậu kéo cả hai cánh một lúc mà nó rất là nhẹ nhàng trơn tru như này. Khi thế là chúng ta sẽ lấy được không gian ở giữa phòng. Đấy, quý vị anh chị có thể thấy đây. À, ở cái phía ban công này thì nó chỉ rộng có rơi vào khoảng tầm 70 phân thôi. Mà cái cánh cửa này thì nó có chiều rộng cánh lên tới là khoảng tầm 90 phân. Nên khi thế là chúng ta sẽ không thể mở cửa mở quay, nó không thể mở ra được phía bên ngoài ban công này. Đó, nên chúng ta sẽ chuyển phương án lên cửa nùa như này. Đó. Đóng mở rất là trơn tru, êm ái. À, và điều quan trọng ấy là những cái hệ thống màu sơn này nó kết hợp với lại những cái hệ thống phụ kiện, nó tạo lên cho chúng ta một cái bộ cửa rất là chắc chắn, bền, đẹp. Vì họ đánh giá rất là cao về cái màu sơn của sơn KCC bảo hành 20 năm của Nhôm Mông Huy này. Đó, tại vì cái màu sơn này nó là màu ghi thì nó sẽ phù hợp đối với lại lối kiến trúc, đó chính là hiện đại. Còn đối với lại những cái căn nhà mà tân cổ điển thì chúng ta sẽ có một cái giải pháp nữa, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng là màu vân gỗ chắc hoặc màu vân gỗ lim, thì nó cũng sẽ đồng bộ có cả hệ khuôn phả, làm sao cái bộ cửa sổ chúng ta nó sẽ được đẹp nhất, đồng bộ nhất có thể. Đó. Và tiếp đến mà chúng ta sẽ đến một cái chi tiết mà gần như là chỉ có ở những hệ thống là nhôm Owin đánh C châu Âu, đó chính là những hệ thống gioăng nỉ của nó. À, như chúng ta có thể thấy là để mà nó cấu tạo thành một cái mặt ôm như này thì nó hiện tại nó trải qua tổng là 4 lớp gioăng, bao gồm là 2 lớp gioăng bề mặt, gioăng EPDM nhập khẩu này, phôi nhập khẩu. Và tiếp đến là chúng ta sẽ đến 2 cái phần lớp gioăng nỉ để đảm bảo làm sao khi mà chúng ta đóng cái cánh cửa này lại thì nó sẽ giúp cái cánh cửa chúng ta nó sẽ được êm ái hơn bao giờ hết, nó sẽ gần như là nó sẽ không có một cái tiếng động nào. Đấy, nó ví dụ như trường hợp mà chúng ta đẩy mạnh như này thì nó lại, nếu mà không có những cái phần gioăng cao su hoặc là gioăng nỉ như này thì thứ nhất là nó gây ra cái tiếng kêu rất là khó chịu cho chúng ta, và cái hai là cái khe hở của nó sẽ không được kín khít do nó được chạy qua những cái phần hàm nhôm. À, nên khi thế này chúng ta sẽ phải sử dụng những cái phần gioăng nỉ và gioăng cao su như này để đảm bảo làm sao cái bộ cửa chúng ta nó được hoạt động một cách trơn tru nhất có thể. Đó, nên chúng ta sẽ phải lưu ý. À, Hậu cũng sẽ có một cái lưu ý tiếp theo dành cho quý vị anh chị để chúng ta lưu ý là đưa vào trong căn nhà của chúng ta. À, đó chính là khi mà trường hợp mà chúng ta thi công thì chúng ta nên lưu ý giúp cho Hậu là mỗi một thiết kế của mỗi một hèm nhôm thì nó sẽ có một cái thiết kế khác nhau. Nhưng mà để đảm bảo làm sao cái bộ cửa chúng ta nó được kín khít nhất này, được chống nước tốt nhất thì chúng ta nên lưu ý để cho Hậu một cái hèm ở những cái vị trí ban công như này. Do đây là một vị trí là một bộ cửa ban công nên chúng ta cần phải cái độ chống nước của nó rất là cao. Đó, nên chúng ta sẽ phải để những cái hèm nhôm như này. Xin lỗi quý vị anh chị, chúng ta phải để những cái hèm cửa như này. Nếu mà trường hợp mà chúng ta sẽ không có những cái phần âm nền như này mà chúng ta đặt nổi trên này thì nó sẽ có một cái chiều cao nền lên tới là khoảng tầm 5-6 phân. Đấy, nên khi mà trường hợp mà ban công mà chúng ta lại tự nhiên lại có cái dai cao lên hẳn 5-6 phân như thế thì thứ nhất là nó gây ra cái tình trạng mà chúng ta đi lại rất là vướng víu và cực kỳ chướng mắt, nên chúng ta nên lưu ý nên liên hệ với công ty từ sớm để chúng ta có thể giám sát phần thi công làm sao cho nó phù hợp với từng loại cửa. Tại vì quý anh chị hình dung ấy, mỗi một loại cửa thì nó sẽ có một cái phần khung bao, một phần cái phần hèm nó khác nhau. Và vừa rồi nào đã giới thiệu đến cho quý vị anh chị ở đây, đó chính là một bộ cửa nùa sử dụng bằng nhôm Owin hệ đánh C, và đây là một bộ cửa nùa hai cánh, nó sẽ phù hợp với lại không gian hẹp. Thì quý vị anh chị nào có nhu cầu hoặc là liên hệ tư vấn thiết kế cũng như gia công lắp đặt hoàn thiện cũng như cung cấp thanh nhôm thì quý vị anh chị có thể liên hệ với lại công ty, tại vì hiện tại là công ty cũng thi công cũng như tư vấn trên toàn bộ 63 tỉnh thành. Đó, quý vị anh chị nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với công ty qua số hotline ở phía bên dưới màn hình nha quý vị anh chị. Và Tôn Hậu, công ty cổ phần thương mại Owin, hẹn gặp quý vị anh chị ở những video tiếp theo.